Hàng năm, cứ mỗi mùa mưa đến, tỉnh Gia Lai lại hứng chịu trên dưới 10 cơn bão. Thời tiết diễn biến ngày một thất thường. Đặc biệt, dòng chảy của sông Ba đã bị biến đổi mạnh, gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sống hai bên bờ. Năm 2009, gia đình anh Cơ So Ia ở làng Lan, xã Chư Căm, huyện Rong Ba đã bị mất gần 1 hectare đất sản xuất do cơn lũ từ thượng nguồn đổ về. Đến nay, mỗi khi mùa mưa lũ đến, đất sản xuất của gia đình anh Cơ So Ia và người dân trong vùng vẫn tiếp tục bị mất. Từ 2009 đến 2014 hả? Cứ một năm thì tháng 10, tháng 11, cứ một năm là 10 mét. Từ bên kia lên đề nữa là 10 mét nữa. Giờ đó là cũng mất nhiều lắm. Cái từ đây này lên kia kìa là còn tới 1 hectare luôn ấy. Sông Ba đã xâm thực vào làng Lan, có nơi đến gần 100 mét. Nhiều khu vực sạt lở đã sát nhà dân, có bờ vực được tạo thành những vách đứng đến hơn 10 mét. Khi mà biến đổi dòng chảy thì cái việc mà đi lại sang cái khu sản xuất kia là nó đã là một cái khó. Thứ hai nữa về cái đất ở thì hiện tại các anh thấy là toàn bộ khu vực phía đằng sau, phía trước đây thì là cái cơ bản nhất là cái đất ở của Buôn Lang. Thế thì toàn bộ khu vực đất ở Buôn Lang nó sạt lở mất một phần diện tích. Theo thống kê, toàn huyện Krông Ba có hơn 280 hộ dân sống dọc sông Ba đang đối mặt những nguy hiểm vì sạt lở. Địa phương đã kiến nghị và đã đề xuất 3 dự án nhằm gia cố bờ sông, làm bờ kè và di dời dân với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng, nhưng đến nay mới chỉ được phê duyệt một dự án với vốn giải ngân khoảng 8 tỷ đồng. Hiện tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Ba lập dự án đề nghị Ủy ban nhân tỉnh cùng các bộ ngành xem xét để hỗ trợ kinh phí xây dựng một bờ kè sạt lở, chống sạt lở khu vực dọc sông Ba, nhất là khu vực ở cầu Lợ Bắc và xã Gia Xim và xã Chư Căm. Còn các cái tuyến khác đặc biệt nghiêm trọng và có nguy cơ là khoảng trên 5 km thì hiện cũng đã lập xong dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công 5 năm với cái mức dự kiến đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Và hy vọng rằng là với trong cái kế hoạch đầu tư công của chính phủ, của nhà nước thì Ủy ban nhân huyện mong muốn rằng được chính phủ cũng như các cái dự án của Trung ương quan tâm đầu tư để sớm cho bà con yên tâm. Sông Ba bất ổn, trong khi các dự án di dời dân mới đang trong giai đoạn nghiên cứu triển khai. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tỉnh Gia Lai cần phải xây dựng các phương án hỗ trợ kịp thời, tránh tình trạng xấu không đáng có xảy ra khi mùa mưa lũ đến.